nhưng nguy hiểm là có thật nha các bạn. Tới đây thì các bạn nên hết sức là chú ý vì địa hình chỉ toàn là đá tai mèo lởm chởm, sắc nhọn nên... Ai đó đã từng nói rằng Hà Giang đẹp như mối tình đầu của bạn. Và nếu để nói về mảnh đất này thì chắc chắn là chúng ta sẽ kể hoài, kể mãi cũng chẳng hết. Đối với mỗi người thì ấn tượng về một Hà Giang trong lòng thường sẽ khác nhau. Đến với Hà Giang ai cũng phải tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp vừa hoang dại vừa nên thơ mà lại rất dịu dàng của vùng đất này. Hoang dại của trùng trùng điệp điệp núi rừng và những con đèo uốn lượn, nên thơ của những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín, và dịu dàng nhất là khi Hà Giang khoác lên mình cả rừng hoa tam giác mạch với sắc hồng nhẹ nhẹ. Để chuẩn bị tốt hơn khi đến với Hà Giang thì hãy cùng A Táo xem qua những điểm check-in không thể bỏ qua ở Hà Giang này nhé. Dù cho các bạn có đi 2 ngày, 3 ngày hay 4 ngày thì mãi mãi cũng không nên bỏ qua những điểm check-in độc đáo này. Giới thiệu với mọi người một điểm check-in mà khi đến với Hà Giang chắc chắn là mọi người không thể nào bỏ qua. Đó chính là cột mốc số 0. Nằm ngay chính giữa của trung tâm thành phố Hà Giang và nằm kế bên của sân Kỳ Đài, nơi mà trước đây Bác Hồ đã đến và trò chuyện với bà con dân tộc vùng cao Hà Giang vào năm 1961. Cột mốc số 0 chính là điểm kết thúc của tuyến quốc lộ 2. Nhưng chính tại cột mốc số 0 này sẽ mở ra một hành trình mà chắc chắn là mọi người không thể nào quên. Để rồi từ đây khi mà nhắc tới hai chữ Hà Giang thì mọi người sẽ cảm thấy nhớ nhung không nguôi. Một bức ảnh đẹp tại cột mốc số 0 này là lời khẳng định chắc nịch với thế giới rằng cuộc đời này cuối cùng một lần tôi cũng đã có mặt ở Hà Giang. Để có một trải nghiệm tốt hơn trong chuyến du lịch Hà Giang thì mình vẫn luôn khuyên mọi người nếu có thể thì hãy tự mình chạy một chiếc xe. Một chiếc xe mới sẽ giúp cho hành trình của các bạn được trở nên hoàn hảo hơn. Trải nghiệm lái xe tuy không thể chụp ảnh lại, thế nhưng mà sẽ giúp cho những bức ảnh của các bạn có cảm xúc hơn nhiều. Cứ mỗi một lần nhìn vào bức ảnh cùng với chiếc xe máy bên cạnh thì bạn sẽ thấy rằng mình đã mạnh mẽ như thế nào, mình đã vượt qua nỗi sợ hãi ra sao. Và các bạn có thể tham khảo địa chỉ thuê xe máy và tour ở link bên dưới phần mô tả nhé. Ngay sau cột mốc số 0 tại trung tâm thành phố Hà Giang thì các bạn sẽ di chuyển thêm khoảng 40 km nữa để có mặt ở điểm check-in tiếp theo. Đó chính là cổng trời Quản Bạ và núi đôi Cô Tiên. Cổng trời Quản Bạ đúng như cái tên mà chúng ta vẫn gọi, như một cánh cổng để bước lên đến bầu trời cao. Từ đây mà đổ đèo xuống thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ thì sẽ chỉ còn khoảng 5 km nữa. Và từ đây các bạn cũng có thể nhìn thấy xa xa kia chính là hồ Nậm Đăm. Chỉ cần một bước qua cánh cổng thôi là cảnh vật đã thay đổi một cách khó tin luôn rồi. Chạy thêm khoảng 1 km nữa thôi là các bạn sẽ tới núi đôi Cô Tiên, một trong những biểu tượng của cao nguyên đá. Hai khối núi đá tự nhiên giống nhau như hai giọt nước, có sự đồng điệu của cả màu sắc của thực vật hai bên, chiều cao, kích cỡ, độ to nhỏ. Xung quanh hai khối núi này còn có một truyền thuyết về tình mẫu tử và tình yêu giữa một chàng trai người Mông thổi kèn hay nhất vùng cao nguyên đá và một nàng tiên cót si mê chàng. Theo truyền thuyết thì chính cặp núi tiên này đã giúp cho Quản Bạ trở thành một vùng đất trù phú, cây cối tươi tốt quanh suốt cả năm. Trong hành trình tuyệt vời của mình thì các bạn sẽ ghé qua cây Cô Đơn, một biểu tượng về sức sống mãnh liệt của bà con vùng cao Hà Giang. Vậy mà đến đây vẫn cứ cô đơn chống chịu với mưa gió, vượt lên sự khô cằn và khó khăn đó, lớn lên và tồn tại suốt hàng trăm năm nay, giống hệt như bà con vùng cao Hà Giang vậy. Vượt lên tất cả sự khốc liệt của thiên nhiên nơi đây, vượt lên tất cả những sự thiếu thốn từ nước sạch cho đến thực phẩm, khó khăn bao trùm lên từng bước chân của mỗi con người vùng cao, nhưng họ vẫn sống, họ vẫn vượt qua để tìm cho mình những điều ý nghĩa. Còn đối với các bạn trẻ, khi tới với Hà Giang thì thường lấy cây cô đơn ra để an ủi cuộc đời cô đơn của mình, mang bài ca 20 năm cô đơn của mình ra để trò chuyện với 200 năm cô đơn của Miến, nghe cũng tình phết đấy các bạn. Trải qua những điểm check-in tuyệt vời của Quản Bạ thì xin mời các bạn đến với những cảnh đẹp của Yên Minh. Với điểm check-in nổi tiếng và đúng như tiêu đề mà A Táo đã nói ở trên, đó là không thể bỏ qua, đó chính là dốc Thẩm Mã. Và như video 4 ngày du lịch Hà Giang bằng xe máy thì mình có nói đây chính là nơi tụ họp của những bông hoa đẹp nhất vùng cao nguyên đá. Khung cảnh hùng vĩ lại có thêm những bông hoa xinh thì còn gì bằng, phải không các bạn? Tới đây thì các bạn nhớ lưu lại kỷ niệm với thật nhiều những bức ảnh đẹp với cả con dốc và những em bé đáng yêu ở nơi đây nhé. Điểm tiếp theo là nhà của Pao. Đây chính là một ngôi nhà 3 thế hệ đang sinh sống và là một trong số ít những ngôi nhà mang nhiều nét đặc sắc nhất của người Mông ở trên cao nguyên đá còn sót lại. Vào thăm nhà Pao thì các bạn sẽ có cảm nhận ngay về những ngày xưa cũ,
Không chỉ đặc biệt vì đây là ngôi nhà của người Mông với nhiều nét kiến trúc độc đáo còn được lưu giữ lại, mà nhà Pao còn đặc biệt vì nó nằm ở ngay chính giữa thung lũng Sủng Là, một trong những thung lũng thuốc phiện lớn nhất Đồng Văn trước kia. Sau khi thăm nhà Pao, điểm check-in tiếp theo mà các bạn không nên bỏ qua đó chính là dinh thự họ Vương. Một khu dinh thự không chỉ thuộc dạng lớn nhất vùng cao nguyên đá, mà còn là nơi kết hợp của ba lối kiến trúc Mông, Hoa và Pháp. Và bên trong khu dinh thự thì các bạn sẽ thấy được rất nhiều những kiến trúc mang hình dáng của cây anh túc. Và có vẻ như cây anh túc đã không chỉ ở đây từ rất lâu trước kia mà còn ăn sâu vào cả kiến trúc và văn hóa của bà con ở nơi đây. Điểm check-in tiếp theo chắc chắn không một ai đến Hà Giang mà không quên check-in, đó chính là cột cờ Lũng Cú, nằm trên đỉnh núi thiêng có tên là núi Rồng. Cột cờ Lũng Cú tuy không phải là điểm cực bắc của Tổ quốc ta, nhưng cột cờ Lũng Cú lại luôn được nhìn nhận như một biểu tượng của một vùng biên cương cực bắc. Cột cờ Lũng Cú không chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần cho bà con vùng biên cương, mà việc đặt cột cờ Lũng Cú tại đỉnh núi Rồng cũng mang đến rất nhiều ý nghĩa về mặt phong thủy và đương nhiên không thể thiếu được ý nghĩa về mặt ngoại giao với quốc gia láng giềng Trung Quốc rồi các bạn. Trải qua những trải nghiệm tuyệt vời nơi địa đầu Tổ quốc là một trong những hùng quan nổi tiếng nhất, nơi đứng đầu của tứ đại đỉnh đèo ở nước ta đó chính là Mã Pì Lèng. Dốc Thẩm Mã thì được dùng để kiểm tra sức ngựa, nhưng những người dân ở đây kể lại rằng những con ngựa cái khỏe nhất khi đi qua Mã Pì Lèng cũng trụy thai mà chết, đủ để thấy độ khó khăn và hiểm trở của Mã Pì Lèng. Ở đây cũng có những vách đá dựng đứng và những con vực sâu đến hàng trăm mét. Trước đây khi phá đá mở đường hạnh phúc đi qua đèo Mã Pì Lèng này, những cô chú thanh niên xung phong đã phải dùng dây treo mình lên trên vách đá để lấn từng cm mới có được con đường to đẹp như ngày hôm nay. Sau điểm check-in Mã Pì Lèng sẽ là điểm check-in tiếp theo mà gần đây đang được khách du lịch quan tâm rất nhiều, đó chính là đèo Gió, một con đèo nằm trên cao so với đèo Mã Pì Lèng. Con đèo này dẫn vào bản của người Mông ở trên núi cao nên đường đi rất nhỏ. Nếu bạn không thể tự mình lái xe để cảm nhận cung đường này thì bạn hoàn toàn có thể thuê lái xe từ Hà Giang để có người chở mình đi và có người trò chuyện dọc đường. Ở đây cũng có mỏm đá để các bạn sống ảo nữa. Sống ảo nhưng nguy hiểm là có thật nha các bạn. Tới đây thì các bạn nên hết sức là chú ý vì địa hình chỉ toàn là đá tai mèo lởm chởm, sắc nhọn, nên mỗi một sơ suất nhỏ đều có thể khiến các bạn gặp tai nạn bất ngờ. Check-in không thể bỏ qua tiếp theo là sông Nho Quế và hẻm vực lớn nhất Đông Nam Á, hẻm vực Tu Sạn nha các bạn. Đường đi xuống sông và du thuyền bên dưới sông Nho Quế sẽ rất mất thời gian. Nếu các bạn có lịch trình 2 ngày thì nên cân nhắc lại, vì nếu không lên kịp giờ thì các bạn sẽ không thể hoàn thành hành trình của mình được nha. Về rồi lại tiếc hụi hụi là tại sao ngày đó mình không đi Hà Giang lâu hơn 2 ngày, tại sao mình không đi 3 hoặc 4 ngày đi cho rồi. Sau tất cả, để trở về với Hà Giang thì các bạn sẽ đi qua một nơi mà không bạn nào không nhận ra luôn, đó chính là Cua Mờ. Tới đây thì không cần giải thích gì thêm rồi. Cua Mờ chính là một đoạn đèo hình chữ M nằm ngay trên đường từ Mèo Vạc về tới Mậu Duệ, Yên Minh. Một bức ảnh đẹp để lưu lại Hà Giang hùng vĩ và nên thơ như vậy chính là một bức ảnh đẹp ở Cua Mờ. Vậy là các bạn đã dạo qua một vòng Hà Giang với những điểm check-in không thể bỏ qua rồi đấy. Đương nhiên Hà Giang còn vô vàn những điểm check-in khác, nhưng để không bỏ qua những điều tuyệt vời nhất thì đừng bỏ qua điểm nào mà Táo vừa chia sẻ nhé các bạn. Nếu có câu hỏi gì thì các bạn hãy comment ở bên dưới, Táo sẽ tự mình trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình. Hãy để lại comment và chia sẻ video này cho bạn bè của mình cùng biết nhé. Và nhớ là ấn một nút đăng ký kênh. Hãy ấn một nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất từ mình. Cảm ơn tất cả các bạn.